chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được cung cấp cho các bạn thông tin chân dung và tiểu sử của nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân, bố vợ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ngô Mạnh Lân là một nhà đạo diễn, biên kịch và là nhà nghiên cứu phim hoạt hình Việt Nam. Nổi tiếng với nhiều bộ phim hoạt hình như Mèo Con Sáo Biết Nói, Chuyện Ông Gióng, Thạch Xanh. Ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1997 và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007. Nhiều người biết tới ông Ngô Mạnh Lân là một họa sĩ của trẻ thơ, dành hầu hết cuộc đời cho những bộ phim hoạt họa và những trang minh họa Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, nhưng ông có một sự nghiệp hội họa dày dặn hơn thế. Là họa sĩ khóa kháng chiến, ông là sinh viên nhỏ tuổi nhất của khóa này, học với bậc thầy hội họa Tô Ngọc Vân. Ông Ngô Mạnh Lân có một khối lượng ký họa đồ sộ và quý giá về chiến tranh, cách mạng, từ chiến dịch Điện Biên Phủ tới đời sống nông dân Bắc Bộ trong thời kháng chiến chống Mỹ và sau này là đời sống thời bao cấp. Bộ sưu tập này đã được ông tổ chức thành triển lãm nét thời gian tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2019. Tiểu sử Ngô Mạnh Lân sinh ngày 9 tháng 11 năm 1934 tại Thanh Trì, Hà Nội. Ông qua đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2021 tại Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi. Ông được an táng tại Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hòa Bình. Sự nghiệp ông đến với mỹ thuật từ sớm. Năm 1950, khi mới 16 tuổi, ông tham gia khóa học đầu tiên của Trường Mỹ thuật Việt Nam ở chiến khu Việt Bắc 1950-1954 do họa sĩ Tô Ngọc Vân phụ trách. Tốt nghiệp, ông vào phục vụ trong quân đội, từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và có nhiều ký họa kháng chiến. Nhưng nhìn ở góc độ đóng góp xã hội thì Ngô Mạnh Lân nổi tiếng hơn ở lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh trong vai trò là một họa sĩ, đạo diễn phim hoạt hình tại hãng Phim Hoạt Hình Việt Nam, tên cũ là Xưởng Phim Hoạt Họa và Búp Bê. Theo thông tin từ tác giả Đào Mai Trang trong cuốn sách Họa sĩ khóa kháng chiến 1950-1954, nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành năm 2017, Ngô Mạnh Lân là người Việt Nam đầu tiên được cử đi du học về chuyên ngành thiết kế, đạo diễn phim hoạt hình, cũng là sinh viên Việt Nam đầu tiên, hệ đại học. Từ năm 1955, tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia Liên Xô danh giá, nay là Đại học Điện ảnh Quốc gia Cộng hòa Liên bang Nga. Trong số 17 phim hoạt hình mà Ngô Mạnh Lân làm đạo diễn, phim hoạt hình Búp Bê Chuyện Ông Gióng năm 1970 đã được giải Bồ Câu Vàng trong Liên hoan phim hoạt hình và tài liệu quốc tế Leipzig. Cho đến nay, dường như đây vẫn là bộ phim hoạt hình Việt Nam duy nhất được giải vàng quốc tế có uy tín như giải Bồ Câu Vàng này. Ngô Mạnh Lân còn giành được nhiều giải thưởng trong nước, tham gia giảng dạy, viết sách về nghệ thuật phim hoạt hình. Ông thuộc thế hệ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của nghệ thuật hoạt hình Việt Nam. Thành công nhất định với nghệ thuật điện ảnh, mà cụ thể là phim hoạt hình. Nhưng nghệ sĩ Ngô Mạnh Lân sinh thời từng băn khoăn về những ý kiến cho rằng giá ông không đi theo hoạt hình, có thể ông đã thành một họa sĩ có gì đó riêng biệt. Triển lãm nét thời gian năm 2019 của ông có thể coi là một sự trả nghĩa của chính mình cho niềm đam mê hội họa mà ông lỡ dở để chăm chút cho điện ảnh. Cũng là dịp để công chúng được thấy một họa sĩ Ngô Mạnh Lân tài năng dù không thể đi tới tận cùng với hội họa. Hòa bình lập lại, năm 1956, ông được cử đi học khoa đạo diễn hoạt hình tại Đại học Quốc gia Điện ảnh Liên Xô. Tốt nghiệp năm 1962, ông trở về nước làm việc tại Xưởng Phim Hoạt Họa Búp Bê Việt Nam, nay là hãng Phim Hoạt Hình Việt Nam. Năm 1963, ông cho ra mắt bộ phim hoạt hình đầu tiên mang tên Một Ước Mơ. Những bộ phim sau đó của ông ghi nhiều dấu ấn với công chúng và đạt nhiều giải thưởng như Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Chuyện Ông Gióng, Chê Cóc, Con Sáo Biết Nói, Những Chiếc Áo Ấm, Thạch Xanh, Rừng Hoa, Bộ Đồ Nghề Nổi Giận, Bước Ngoặt, Phép Lạ Hồi Sinh. Với những tác phẩm này, ông đã giành tổng cộng 3 giải bông sen vàng, 4 giải bông sen bạc, nhiều bằng khen của ban giám khảo tại các kỳ liên hoan phim Việt Nam và một số giải thưởng quốc tế như Bồ Nông Bạc tại Liên hoan phim hoạt hình quốc tế ở Mamaia, Romania năm 1966 cho phim Mèo Con, Bồ Câu Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Leipzig, Cộng hòa Dân chủ Đức 1970 cho phim Chuyện Ông Gióng. Với tổng cộng 17 bộ phim được thực hiện, ông là một trong những nghệ sĩ hàng đầu trong ngành điện ảnh hoạt hình Việt Nam. Ông từng giữ cương vị giám đốc hãng Phim Hoạt Hình Việt Nam, đồng thời nghiên cứu và giảng dạy về hoạt hình. Ngoài công việc đạo diễn, ông còn là một họa sĩ, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam 1982. Ông đã vẽ nhiều ký họa, tranh sơn dầu, hoạt hình, tranh cổ động, bìa tem, bìa sách, truyện tranh. Ông đã thực hiện 2 cuộc triển lãm, lần đầu là vào năm 1971, lần thứ hai là vào tháng 11 năm 2006. Năm 1977, ông cùng với nhà biên kịch Trần Ngọc Thanh đi sâu vào nghiên cứu những cơ sở nghệ thuật của phim hoạt hình và bước phát triển của phim hoạt hình Việt Nam, cho ra mắt bạn đọc cuốn sách Phim Hoạt Hình Việt Nam dày trên 300 trang do nhà xuất bản Văn hóa xuất bản năm 1977. Ngoài ra, ông còn xuất bản một số cuốn sách về nghệ thuật hoạt hình năm 1999. Tháng 3 năm 2007, nhà xuất bản Mỹ thuật phát hành cuốn sách Ngô Mạnh Lân, Chặng đường mỹ thuật 50 năm. Ông đã nhận được 6 giải thưởng về mỹ thuật, một giải A triển lãm đồ họa, Hội nghệ sĩ tạo hình, một giải quốc gia về minh họa sách thiếu nhi, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UNICEF, 2 giải nhất và 2 giải nhì về triển lãm AFIC, Bộ Văn hóa Thông tin. Ông còn tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ông tốt nghiệp phó tiến sĩ nghệ thuật năm 1984 tại Liên Xô, cùng năm ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Ông cũng đã được trao tặng học hàm phó giáo sư 1991 và danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm 1997. Năm 2007, ông nhận giải thưởng nhà nước cho các tác phẩm Mèo Con, Chuyện Ông Gióng, Con Sáo Biết Nói, Những Chiếc Áo Ấm, Chê Cóc. Ngô Mạnh Lân là một trong các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam có mặt trong bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô. Năm 2008, ông là một trong 11 nghệ sĩ điện ảnh được tôn vinh trong lễ kỷ niệm 55 năm thành lập ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam. Đời tư, ông kết hôn với nữ diễn viên điện ảnh Phan Ngọc Lan, là diễn viên khóa đầu tiên của Trường Điện ảnh Việt Nam. Ngô Mạnh Lân gặp Ngọc Lan tại Moskva khi bà tham gia dự liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1961, lúc này ông là lưu học sinh tại trường VGIK. Hai ông bà kết hôn vào ngày 15 tháng 12 năm 1962 và có được 4 người con mang tên Ngô Phương Lan, Ngô Phương Ly, Ngô Đức Lê, Ngô Đức Lâm. Người con gái cả Ngô Phương Lan là tiến sĩ, nhà lý luận điện ảnh, nguyên cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam. Cháu ngoại đầu của ông là đạo diễn Đinh Tuấn Vũ. Người con thứ hai là nhà báo Ngô Phương Ly, vợ thứ của Đại tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân là người nghệ sĩ thành công ở nhiều lĩnh vực. Ông là đạo diễn của nhiều bộ phim hoạt hình nổi tiếng, họa sĩ của những bức tranh, tác phẩm đồ họa độc đáo và là một người thầy, một nhà khoa học có nhiều công trình nghiên cứu có giá trị ở cả lĩnh vực điện ảnh và hội họa. Nhưng cuộc đời của ông, ngoài những tháng ngày lao động miệt mài cho công việc thì số phận còn dành cho ông một câu chuyện tình yêu đẹp như mơ, một gia đình hạnh phúc với nữ nghệ sĩ tài sắc Ngọc Lan. Bà đã sinh cho ông những người con giỏi giang, xinh đẹp và hiếu thảo. Họ cũng nối nghiệp cha mẹ và trở thành những người thành đạt trong lĩnh vực điện ảnh. Đó là điều mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng mơ ước. Ông bà là những người thành đạt, hai người nghệ sĩ đã đi vào lòng nhân dân, những thước phim vẫn còn mãi với đời, với tháng năm. Và đối với hai ông bà, điều quan trọng nhất khiến cho cuộc sống bình an, suôn sẻ, đó là tình yêu thương dành cho nhau, cho công việc. Bây giờ, ngày hai ông bà vẫn bên nhau chăm sóc từng ly từng tí như thuở ban đầu, bởi bà cho rằng, dẫn đường chỉ lối cho gia đình ngoài tình cảm chân thành thì lòng nhân hậu của người phụ nữ và chia sẻ với nhau những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống sẽ là nền tảng để gia đình ấm, êm hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký kênh để luôn được cập nhật.